Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, còn quá sớm để kết luận biến thể Omicron có nghiêm trọng hơn Delta hay không. Các nước Baltic lo ngại xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Chạy trốn hay chống cự? Người Đài Loan lo ngại trước đe dọa thống nhất của Trung Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ bắt và nói giữ nhân viên ngoại giao Mỹ, Washington bác bỏ. Hy Lạp mở chiến dịch quy mô lớn tìm kiếm nhiều người mất tích trên biển. Công ty Trung Quốc mua mỏ lithium ở Zimbabwe với giá 422 triệu đô la Mỹ. Loạt vũ khí tương lai có thể đe dọa hàng không mẫu hạm Mỹ. Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá Thái Lan chưa có gì nổi bật, huấn luyện viên Poking lên tiếng. Quý vị đang theo dõi mục tin tổng hợp trưa ngày 23 tháng 12 của DKN TV và sau đây là nội dung chi tiết. Cập nhật mới của WHO về biến chủng Omicron. Thưa quý vị, quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 22 tháng 12 cho biết các dữ liệu vẫn chưa đủ để xác định mức độ nghiêm trọng của chủng Omicron so với Delta. Trong một cuộc họp báo, bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên gia kỹ thuật về COVID-19 của WHO cho biết, chúng tôi có một số dữ liệu cho thấy tỷ lệ nhập viện thấp hơn. Tuy nhiên, bà cảnh báo không thể đưa ra kết luận từ dữ liệu ban đầu vì chúng ta vẫn chưa chứng kiến biến chủng này lan truyền đủ lâu trong các quần thể trên khắp thế giới, đặc biệt là ở những nhóm dễ bị tổn thương. Bà cho hay, dữ liệu về biến chủng Omicron lần đầu tiên được xác định ở miền Nam Châu Phi và Hồng Kông vào tháng 11 vẫn còn lộn xộn khi các quốc gia báo cáo sự xuất hiện và lan rộng của nó. Chuyên gia này kêu gọi các quốc gia thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng. Một nghiên cứu ở Nam Phi được công bố trước đó cho thấy những bệnh nhân nhiễm Omicron ít có khả năng phải nhập viện hơn người nhiễm Delta, mặc dù các tác giả lưu ý mức độ miễn dịch cao trong dân số ở khu vực này có thể là nguyên nhân. WHO cho biết biến chủng Omicron đang phát tán nhanh hơn biến chủng Delta và lây bệnh cho cả người đã tiêm chủng hoặc người từng khỏi bệnh COVID-19. Bà Soumya Swaminathan, nhà khoa học trưởng của WHO, từng nhận định rằng thật không khôn ngoan nếu kết luận Omicron là chủng nhẹ hơn các chủng trước. Đồng quan điểm, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chỉ ra rằng dù biến chủng Omicron gây bệnh nặng ra sao, chỉ cần số lượng ca nhiễm cao cũng có thể làm hệ thống y tế quá tải, khiến thêm nhiều người tử vong. Các nước Baltic lo ngại xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, mối đe dọa từ Nga đối với Ukraine được ba nước Baltic, Estonia, Latvia và Litva đánh giá là rất nguy hiểm và cả ba nước này lo ngại căng thẳng Nga-Ukraine sẽ tác động đến chính vùng biên giới của mình. Nhất là kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Nga chưa bao giờ chấp nhận việc Estonia, Latvia và Litva gia nhập khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Từ Vilnius, thông tín viên Marian Vitirio của đài AFI cho biết, 100.000 binh sĩ Nga tập trung ở vùng biên giới chung với Ukraine. Ông Vladimir Putin muốn hạn chế ảnh hưởng của NATO trong khu vực lân cận với Nga. Đối với Litva, tình hình đã trở nên nguy hiểm và nước này sẵn sàng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis lo ngại điều tồi tệ nhất. Phải chăng Nga đã không tính đến những hậu quả nghiêm trọng hay sao? Các hành động của họ chứng minh rằng những lời nói, cảnh báo không khiến họ lo sợ. Để khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, ba nước Baltic gia tăng các chuyến thăm và đưa ra nhiều tuyên bố. Họ có cảm giác như tái diễn tình hình cách nay 30 năm khi ý chí giành lại độc lập, chủ quyền của họ bị đe dọa. Sự hợp nhất quân sự giữa Nga và Belarus đang khiến tình hình ở các nước Baltic trở nên hết sức căng thẳng. Trong những tuần gần đây, máy bay tiêm kích Nga đã bay qua Belarus gần các nước Baltic. Đối với các bộ trưởng quốc phòng của ba nước, hợp tác vẫn là cách duy nhất để tự vệ tốt hơn. Và điều đó sẽ được cụ thể hóa bằng việc có một hệ thống tên lửa phòng thủ chung trong tương lai. Ở diễn biến liên quan, Mỹ cáo buộc Nga tiếp tục tăng quân ở biên giới Ukraine, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ trả giá đắt nếu có hành động quân sự với Kiev. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cho biết, Washington và đồng minh đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở biên giới Ukraine. Nga tiếp tục gia tăng lực lượng và không đảo ngược động thái tập trung binh sĩ. Bất kỳ hành động gây hấn nào đối với Ukraine sẽ phải chịu hậu quả lớn và trả giá đắt. Phát biểu được đưa ra sau khi Đức thông báo quân đội Nga có một số hoạt động chuyển quân ở khu vực biên giới với Ukraine. Tuy nhiên, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nhấn mạnh, kênh thảo luận ngoại giao cởi mở giữa Mỹ và Nga vẫn tiếp tục được duy trì. Phương Tây trước đó cáo buộc Nga điều khoảng 100.000 quân tới biên giới với Ukraine, bày tỏ lo ngại nước này có thể phát động một cuộc chiến tổng lực vào quốc gia láng giềng. Nga bác bỏ cáo buộc và tuyên bố chúng vô căn cứ, khẳng định mọi động thái quân sự của họ ở biên giới phía Tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ. Moscow cũng yêu cầu Mỹ và NATO đáp ứng 8 yêu cầu bảo đảm an ninh mà họ đưa ra, trong đó có không kết nạp thêm thành viên để mở rộng liên minh về phía Đông.
Trong khi đó, Mỹ và đồng minh cảnh báo áp biện pháp trừng phạt chưa từng có nếu Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chạy trốn hay chống cự, người Đài Loan lo ngại trước đe dọa thống nhất của Trung Quốc. Thưa quý vị, trong vài tháng qua, máy bay quân sự Trung Quốc thường xuyên đi đe dọa Đài Loan và lập trường cứng rắn của Tổng thống Thái Anh Văn khiến chúng ta lo ngại một cuộc xung đột ở eo biển ngày càng trở nên hiện thực. Đối với người Đài Loan, họ suy nghĩ gì về vấn đề này? Ông Trần Di Quang sống ở Đài Bắc, một nhân viên tài chính đã nghỉ hưu trong cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA cho biết, ông và gia đình đã cân nhắc đến việc tích trữ thức ăn và nước uống. Ông Trần nói rằng, nếu Đài Loan bị tấn công, họ có thể rời đi, nhưng tất cả các chuyến bay có thể bị hủy bỏ. Theo ông, khả năng Trung Quốc xâm lược luôn luôn hiện hữu. Nếu Trung Quốc bất ngờ xâm lược Đài Loan và hòn đảo mất quyền tự chủ, thì việc người dân di tản, sống sót và kháng cự với sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây là một số tình huống thường xảy ra. Hồng Kông, thuộc địa cũ của Anh, đã có những thay đổi đáng kể sau khi việc thực thi Bắc Kinh áp luật an ninh quốc gia mới vào năm 2020 và nhiều người Đài Loan cũng đang lo ngại về viễn cảnh này. Ông Lý Hiến Vinh, một giáo sư khoa học chính trị đã nghỉ hưu tại Đại học Trường Vinh ở Đài Loan cho biết, người Đài Loan đã nhìn thấy những gì đang xảy ra ở Hồng Kông và họ rất lo lắng về điều đó. Theo một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Bầu cử Đại học Quốc gia Chiang Chi thực hiện, hơn một nửa số người ở Đài Loan muốn duy trì hiện trạng hiện tại mãi mãi. Chỉ có 1,5% số người được phỏng vấn muốn thống nhất với đại lục càng sớm càng tốt. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan, một hòn đảo tự trị cách đại lục 160 km, và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để xâm lược. Hai bờ eo biển đã bị chia cắt kể từ cuộc nội chiến Trung Quốc vào những năm 1940, khi Quốc dân đảng do ông Tưởng Giới Thạch lãnh đạo rút về Đài Loan sau khi thất bại trước Đảng Cộng sản do ông Mao Trạch Đông lãnh đạo. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đầu năm nay thề sẽ thống nhất Đài Loan một cách hòa bình. Tuy nhiên, bắt đầu từ giữa năm 2020, quân đội Trung Quốc đã tăng cường đưa chiến đấu cơ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không phía Tây Nam của Đài Loan. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc vào tháng 10 tuyên bố, việc máy bay quân sự tăng cường áp sát Đài Loan là nhằm chống lại việc các thế lực bên ngoài can thiệp vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Đài Loan. Văn phòng này hồi tháng 11 cũng tuyên bố, nếu Đài Loan giảm bớt sự phụ thuộc vào các lực lượng đó, áp lực sẽ được giảm bớt. Một động thái nhắm đến Hoa Kỳ, quốc gia cung cấp vũ khí giúp hòn đảo tự vệ. Trường hợp Trung Quốc Cộng sản chiếm đóng thành công Đài Loan thì nền dân chủ của hòn đảo tự trị được xem như chấm hết. Ông Tập từng nói rằng Trung Quốc sẽ quản lý Đài Loan theo hình thức một quốc gia hai hệ thống như cách họ đã hứa với Hồng Kông vào năm 1997. Tuy nhiên, với những biến cố liên tiếp xảy ra ở Hồng Kông gần đây, chẳng ai còn tin lời hứa của Bắc Kinh. Ông Ngô Triệu Phong, Phó Chủ tịch của Hiệp hội các vấn đề công của Đài Loan, FAPA, nói rằng người Đài Loan sẽ cố gắng hết sức để chống lại. Ông nói, tôi nghĩ Đài Loan nhất định sẽ cố gắng chống trả. Sẽ không phải như cái cách tuyên truyền của Trung Quốc nói rằng người dân Đài Loan sẽ không đánh trả mà chỉ đầu hàng và khuất phục trước sự xâm lược của Trung Quốc. Hiện Mỹ và các đồng minh đang hợp lực để kiềm chế sự bành trướng trên biển của Trung Quốc. Washington coi Đài Loan là một phần của liên minh này cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines. Mặc dù chính quyền Biden tuyên bố rằng họ sẽ tuân theo đạo luật quan hệ Đài Loan có hiệu lực vào năm 1979, đạo luật chỉ trao cho Hoa Kỳ nghĩa vụ xem xét bảo vệ Đài Loan, chứ không phải bảo đảm Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị tấn công. Tuy nhiên, Trung Quốc có lý do để e ngại khi Washington đã tăng cường quan hệ quốc phòng với Đài Loan trong những năm gần đây. Kể từ năm 2019, Hoa Kỳ đã bán hàng tỷ đô la vũ khí cho Đài Loan và tăng tần suất tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Vào tháng 10 năm nay, Tổng thống Đài Loan xác nhận rằng có quân nhân Hoa Kỳ đóng tại Đài Loan để huấn luyện quân đội Đài Loan. Theo quan điểm của giáo sư Lý Hiến Vinh, ông không nghĩ Hoa Kỳ sẽ từ bỏ Đài Loan. Vì Đài Loan quá quan trọng về mặt kinh tế, quân sự và chính trị, nên cho dù các nhà lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ bày tỏ lập trường như thế nào, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Hoàng Giới Chính, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược và Chiến tranh Trung Quốc-Đài Loan không lạc quan như vậy. Ông đặt vấn đề, sẽ có bao nhiêu quốc gia đứng lên và cố gắng đánh đuổi Trung Quốc nếu Trung Quốc thật sự chiếm đóng hoàn toàn Đài Loan? Tôi nghĩ sẽ có nhiều phát biểu ngoại giao, những phát biểu vô bổ. Thổ Nhĩ Kỳ bắt và nói giữ nhân viên ngoại giao Mỹ, Washington bác bỏ. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thông báo họ đã bắt giữ một nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc tại lãnh sự quán Mỹ ở Lebanon. Theo hãng tin Reuters, nhân viên này có tên viết tắt là DJK đã bị giữ lại tại sân bay Istanbul hôm 11 tháng 11 và chính thức bị bắt giam sau đó do bị tình nghi bán hộ chiếu giả cho một công dân Syria với giá 10.000 đô la Mỹ. Công dân Syria liên quan cũng bị giữ để xét hỏi do định tới Đức bằng hộ chiếu giả mang tên DJK. Sau khi xem đoạn ghi hình an ninh, cảnh sát xác định DJK đã đưa cho người Syria hộ chiếu tại sân bay và hai người cũng đổi quần áo cho nhau.
cảnh sát còn thu giữ một phong bì đựng 10.000 đô la Mỹ trên người nhân viên ngoại giao Mỹ. Các đại sứ quán Mỹ tại Ankara và tại Beirut đến nay chưa có bình luận nào về vụ việc. Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, chúng tôi đã biết việc Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ một công dân Mỹ, người đó không phải là nhà ngoại giao Mỹ. Chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ lãnh sự phù hợp. Ngày 22 tháng 12, nhà chức trách Hy Lạp thông báo đang thực hiện chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn ngoài khơi đảo Folegandros sau khi phát hiện một chiếc thuyền cao su chở hàng chục người di cư bị chìm tại khu vực này. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết đã cứu được 12 người, trong đó có cả trẻ em, và tìm thấy thi thể của một người. Những người được giải cứu có quốc tịch Iraq, Syria và Ai Cập đều đã được đưa tới điều trị tại bệnh viện trên đảo Santorini. 3 người được phát hiện đã thiệt mạng. Giới chức vẫn chưa xác định chính xác số người có mặt trên chiếc thuyền cao su thời điểm gặp nạn, có thể dao động từ 30 đến 50 người, theo lời các nhân chứng. Hiện 4 tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển, 2 tàu hải quân và 2 trực thăng của không quân Hy Lạp, một máy bay vận tải quân sự, 5 thuyền hoạt động gần khu vực và 3 tàu tư nhân đã được huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn. Chiến dịch được tiến hành từ tối 21 tháng 12 sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển nhận được thông tin rằng một thuyền chở người di cư gặp nạn và lênh đênh trên vùng biển phía nam đảo Folegandros. Lộ trình vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ sang các đảo của Hy Lạp là tuyến đường được nhiều người di cư từ Trung Đông và Bắc Phi lựa chọn để đến châu Âu, bất chấp nguy hiểm. Năm 2015, gần 1 triệu người di cư, chủ yếu là người Syria, đã đến Liên minh châu Âu, EU, qua tuyến đường này, trong khi có rất nhiều người di cư đã thiệt mạng. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, từ đầu năm 2021 đến nay, khoảng 8.500 người di cư đã đến Hy Lạp, hầu hết là đi qua khu vực biên giới phía Đông Bắc, giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, công ty Trung Quốc Zhejiang Huayu Cobalt ngày 22 tháng 12 cho biết họ sẽ trả tổng cộng 422 triệu đô la Mỹ để mua lại mỏ lithium Arcadia ở Zimbabwe. Đây là thương vụ mua lại tài nguyên khoáng sản mới nhất ở nước ngoài của các công ty Trung Quốc nhằm tăng cường nguồn cung để đáp ứng nhu cầu từ lĩnh vực xe điện. Dự án mỏ Arcadia đặt mục tiêu chế biến 2,4 triệu tấn quặng mỗi năm nhưng chưa đạt sản lượng thương mại. Zimbabwe đang tuyệt vọng thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực khai thác mỏ của mình, lĩnh vực mà họ cho rằng sẽ thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế đang gặp khó khăn. Zimbabwe đã mở cửa cho các công ty Trung Quốc. Những công ty Trung Quốc này hiện đang vận hành một số mỏ chrome, than và vàng. Là một trong những nguyên tố chủ yếu của pin, tài nguyên lithium đậm đặc toàn cầu đã bị các công ty Trung Quốc giành nhau mua trong 2 năm vừa qua. Loạt vũ khí tương lai có thể đe dọa hàng không mẫu hạm Mỹ. Thưa quý vị, các hàng không mẫu hạm Mỹ luôn được bảo vệ bởi hàng loạt lưới phòng thủ hiện đại, giúp chúng trở thành những pháo đài bất khả xâm phạm trên biển. Tuy nhiên, hàng loạt vũ khí mới đang được các nước phát triển nhằm đối phó với những pháo đài nổi này. Theo Business Insider, tàu ngầm từ lâu đã trở thành mối đe dọa lớn nhất với hàng không mẫu hạm. Các hạm đội hàng không mẫu hạm lớn đều chịu tổn thất trước tàu ngầm trong Thế chiến II. Hải quân Mỹ cũng coi tàu ngầm Liên Xô là mối đe dọa nghiêm trọng suốt thời Chiến tranh Lạnh. Điều này thúc đẩy Mỹ và các đồng minh phát triển năng lực chống ngầm hiện đại, khiến tàu ngầm đối phương gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm mục tiêu và tung đòn tập kích. Ngay cả khi làm được điều này, các tàu ngầm cũng không bảo đảm khả năng đánh chìm hàng không mẫu hạm và thoát ly an toàn. Tuy nhiên, tàu ngầm không người lái, khí tài đang được một số nước phát triển, được xem là phương án giải quyết vấn đề này. Chúng có thể được dùng phục kích trong thời gian dài dọc theo tuyến di chuyển của hàng không mẫu hạm. Tàu ngầm không người lái có thể tung đòn tấn công tự sát, không cần tìm phương án thoát ly sau khi tập kích. Kích thước nhỏ hơn tàu ngầm có người lái khiến tàu ngầm không người lái mang được ít vũ khí hơn, nhưng khả năng tự hoạt động theo chương trình được lập sẵn của chúng sẽ đặt ra nhiều thách thức cho các nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Mỹ trong tương lai. Nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm là tổ hợp của nhiều hệ thống chiến đấu phức tạp, từ bản thân hàng không mẫu hạm, các không đoàn trên hạm cho đến biên đội tàu hộ tống. Chúng được kết nối bằng hệ thống chia sẻ dữ liệu tốc độ cao và được bảo mật tốt, giúp các chỉ huy có bức tranh toàn cảnh theo thời gian thực trong gần như mọi tình huống chiến đấu. Tuy nhiên, các liên kết kỹ thuật số của hệ thống mạng tác chiến này không phải là bất khả xâm phạm. Đối thủ của Mỹ luôn cố gắng phá vỡ và xâm nhập hệ thống máy tính của hàng không mẫu hạm nhằm gây ra thiệt hại lớn nhất. Những cuộc tấn công mạng như vậy có thể vô hiệu hóa mạng dữ liệu, khiến các chiến hạm và máy bay không thể thực hiện nhiệm vụ. Vị trí nhóm tác chiến cũng có thể bị lộ, khiến đối phương dễ theo dõi và chuẩn bị phương án đối phó. Trong trường hợp xấu nhất, hệ thống cảm biến của hàng không mẫu hạm có thể bị chọc mù, khiến chúng không thể đối phó với đòn tấn công từ nhiều hướng. Tương tự năng lực chống ngầm, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm hiện đại được trang bị nhiều lớp phòng không dày đặc, sẵn sàng đánh trả những đòn tập kích bằng tên lửa và máy bay của đối phương. Điều này khiến cách tiếp cận thông thường của chiến đấu cơ không khác gì tự sát.
Nhưng vũ khí siêu vượt âm với lợi thế về tốc độ và khả năng cơ động trong khi bay có thể xuyên thủng lớp phòng thủ này. Đây là loại khí tài mà cả Trung Quốc, Nga và Mỹ đều đang chạy đua phát triển. Khác với đường bay dễ dự đoán của tên lửa đạn đạo, vũ khí siêu vượt âm có thể tiếp cận mục tiêu từ những hướng và quỹ đạo phức tạp, đặt ra nhiều thách thức với hệ thống phòng không. Ngay cả khi không mang đầu nổ mạnh, tốc độ cao của loại vũ khí này cũng đủ sức gây nhiều thiệt hại cho hàng không mẫu hạm. Tuy không thể tàng hình, nhưng hàng không mẫu hạm sở hữu khả năng cơ động cao. Mỗi con tàu với lượng giãn nước hơn 100.000 tấn có thể di chuyển với tốc độ hơn 56 km/h, giúp tận dụng độ trễ từ khi cảm biến đối phương phát hiện mục tiêu cho đến khi đòn công kích được thực hiện. Trong khoảng thời gian hàng chục phút để tên lửa bay tới mục tiêu, hàng không mẫu hạm đã có thể di chuyển cách xa nhiều km và tránh được đòn đánh chí mạng. Hệ thống không kích từ vũ trụ có thể giải quyết vấn đề đó. Chúng bao gồm các vệ tinh được trang bị vũ khí động năng hoặc đơn giản là những thanh Wolfram đặc có khả năng phát hiện mục tiêu và tung đòn công kích trong thời gian rất ngắn, gần như không để hàng không mẫu hạm có thời gian phản ứng. Tuy nhiên, loại vũ khí này mới dừng ở mức khái niệm và chưa quốc gia nào tuyên bố chế tạo được chúng. Thưa quý vị, huấn luyện viên Park Hang-seo nói ông chưa nhìn thấy điều gì quá nổi bật ở tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020 và ngay lập tức huấn luyện viên Alexander Poking của Thái Lan đã lên tiếng. Phát biểu trước trận bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào tối nay, 23 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: "Tuyển Thái Lan là ứng cử viên vô địch hàng đầu, họ rất mạnh, là ứng viên cho cuộc đua danh hiệu của mọi giải đấu. Tôi chưa thấy Thái Lan ở giải năm nay có gì quá nổi bật, nhưng không thể nói họ không mạnh." Đáp lại về phát biểu Thái Lan chưa có gì đặc biệt ở AFF Cup 2020, huấn luyện viên Alexander Poking của Thái Lan cho rằng đó là quan điểm của ông Park Hang-seo, điều này sẽ không khiến tuyển Thái Lan dao động trước trận đấu quan trọng. Trao đổi với VTC News, huấn luyện viên Poking nói: "Tôi không có vấn đề gì với phát biểu ấy cả, đó là quan điểm cá nhân của ông Park Hang-seo. Tuyển Thái Lan chỉ đang nỗ lực hết khả năng, chúng tôi sẽ không vì phát ngôn ấy mà bối rối hay dao động. Toàn đội Thái Lan đang tập trung với hơn 100% khả năng cho trận đấu này, tôi chắc chắn." Chiến lược gia người Đức cũng nhấn mạnh tuyển Việt Nam rất mạnh nên Thái Lan phải tìm cách cải thiện mình để có kết quả tốt. Nhận định về trận cầu tối nay, trong bài bình luận được đăng trên trang BBC tiếng Việt, từ thành phố Hồ Chí Minh, tác giả Phan Ngọc cho rằng: "Kể từ khi hội nhập trở lại với bóng đá khu vực những năm 90 của thế kỷ trước, bóng đá Việt Nam luôn phải đứng dưới cái bóng quá lớn của Thái Lan suốt một thời gian dài. Thái Lan là nỗi ám ảnh day dứt của bóng đá Việt Nam. Khi hễ cứ gặp họ là ta gần như nắm chắc phần thua một cách cay đắng." Những niềm vui hiếm hoi khi đối đầu Thái Lan như chiến thắng 3-0 tại Hàng Đẫy năm 1998 hay trước vô địch AFF 2008 sau khi thắng chính Thái Lan bằng cách này hay cách khác cũng nhanh chóng tan biến, như sau thắng lợi 3-0 ở bán kết Tiger Cup 1998 là trận thua tai hại trước Singapore và để mất chức vô địch, và sau chức vô địch AFF Cup 2008 là suốt 10 năm ngụp lặn không vào nổi trận chung kết, trong khi người Thái tiếp tục trở lại thống trị với 2 trên 4 chức vô địch AFF Cup khoảng thời gian này. Thế nên với một phiên bản Việt Nam được xem là mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, như một nỗi khát khao tự nhiên từ tận đáy lòng của mỗi người yêu bóng đá Việt Nam, ai cũng muốn được xem Việt Nam của huấn luyện viên Park đối đầu và thắng đẹp Thái Lan ở một giải đấu chính thức trong một trận đấu bắt buộc hai đội phải phân định thắng thua như một cách hữu hiệu để chúng ta bước qua nỗi ám ảnh Thái Lan trong quá khứ và tự tin hướng về tương lai. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SafeChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.